Thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được kết nối vào cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ cho các cơ quan tổ chức và chủ sở hữu quản lý hợp pháp phương tiện. Đối với xe ô tô, dữ liệu thông tin đăng kiểm tối thiểu được chia sẻ gồm biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm. Đối tượng được cung cấp chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp, các tổ chức cá nhân khác khi có yêu cầu. Các dữ liệu này được tra cứu trực tuyến trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam.